Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền đang đứng ở một tiệm view rất đẹp. Có một cái cung đường hình chữ S. Bên cạnh là những ruộng lúa đang thời kỳ con gái, phát triển rất mạnh. Bây giờ thì đang là buổi chiều các bác. Mây đang bay. Đấy. Mây trắng, bầu trời rất đẹp. Bây giờ thì Hoàng Hiền đang trên đường ra nhà chị Hiên. Đấy. Hoàng Hiền vừa đi làm về xong, hôm nay được về sớm, đưa các bác ra thăm nhà chị Hiên nhé. Đấy. Tiếp tục cập nhật cái tiến độ làm ngôi nhà của chị Hiên cho các bác. Đấy. Thời tiết đẹp này thì anh Trung anh xây rất là nhanh thôi. Đấy. Nhanh chóng. Chắc chắn là bây giờ ra là tường nó nên cao, các phía bốn phía và các cái phòng sẽ nên lên tường cao. Hoàng Hiền đang di chuyển này, nhà chị Hiền ở phía bên kia. Đấy, thẳng máy bay của Hoàng Hiền mãi phía trước cái lùm cây ở phía trước. Wow, chú cắt rau đẹp không các bác? View có đẹp không? Bây giờ Hoàng Hiền phải dậy rồi nên là lên trường thường xuyên, nên là tranh thủ thời gian thôi. Không có nhiều thời gian như hè. Dạy cái là chạy đi bà con ngay. Mong là các bác ở Thái Nguyên mang viên cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cái hoàn cảnh cực kỳ khổ, thì các bác hãy liên hệ cho Hoàng Hiền nhé. Những trường hợp mà nghèo bất khả kháng, ốm đau bệnh tật, những cái bệnh lạ, cái bệnh quái ác, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, là những cái hoàn cảnh không có nhà cửa, thực sự khó khăn, thực sự khổ. Các bác hãy liên hệ cho Hoàng Hiền nhé. Hoàng Hiền đến chia sẻ video, kết nối để giúp đỡ cho bà con có những cuộc sống tốt đẹp hơn. Đi vào trong cây mát này cái tỉnh người ngay. Nhà chị Hiên này đi đường trên được mà rẽ vào đây được. Đường trên thì là đi đường đồng, ngoài này là đi đường chính vào. Đất đai rộng, trồng la, vừa la trước cửa. Làm gì? Nước cho các bác à? Ngan là chị Hiên đây gì? Hả? Nghe ăn gì bà Hiên này, gì ăn mà ngan gì. Con lợn này nhà chị Hiên nhá. Con lợn này mà kêu ghê.
Đây, có mấy con nhấp nhấp nhấp. Con này hơi ngầy nhỉ. Thế là chị bảo gì? Ngan nở đâu bao nhiêu con? Ngan nở hôm qua gần 20 con. 20 con à? Ừ. Dạ, chúc mừng nhá. Thế vừa bị tùa hay như nào? Bị chó cắn mất một con. Chó tùa một con à? Ừ. Chạy xuống ra ngoài hay như nào? Nó lọt ra ngoài. Lọt ra ngoài á? Thế là hai cái con ngan mẹ là con vừa nãy đấy á? Ừ. Ừ. Nhà bà chị có mấy con? Bà chị có con nào đâu, chỉ có mỗi nhà chị có. Mỗi hai con đây á? Ừ. Thế là 20 con. Chắc được độ 5-6 ngày rồi nhỉ? Chắc được độ 4-5 ngày thôi. 4-5 ngày à? Ừ. Đó, 20 con, còn 19 con. Ừ. Chăm tốt. Ừ. Chào các ông nhá. Chào ông Sơn nhá. Chào chú Tình. À, chào anh Trung, chào My, chào anh Trung, anh nhỉ, cởi trần luôn. Nhưng mà bây giờ nó cũng dịu dịu hơn rồi, mới đợt hè rồi, nắng thì nắng dịu hơn. Nhanh đấy. Vế sau cái vế bằng tường rồi các bạn. Vâng, bằng khẩu rồi. Đấy, còn bên này nữa, bên này là có cái phòng. Sau chỗ này xây một cái trụ cột ở đây. Hiên ngoài. Mi lại mà ai nhỉ? Bị 20 cân. Hai viên 20 cân. Sơn lấy đánh dấu chỗ nào bảo lấy là cân đánh dấu. Đưa vữa trên này à? Ừ, dạ. À, dạ. Thật vất đấy nhỉ. Thật hết cầm tay. Cây một giáo nhưng cây chân cao. Melo. Khỏe không con? Có. Ừ, nó quay đây nào, nói chuyện tí nha. Đi làm này về ăn bữa cơm. Lúc thì một bát, lúc thì hai bát. Lúc thì một bát, lúc thì hai bát. À, sao ăn ít đấy? Thế về bố mày có thịt gà cho ăn không? Không. Hả? Không. Không thịt gà. Ừ. Mổ lợn cho ăn gì? Hả? Không. Nhà nó nhiều lợn mà, bố mổ lợn cho ăn. Có thịt trong tủ không? Thịt trong tủ à? Thịt thịt gì? Thịt lợn. Thịt lợn á? Thế có ăn không? Có, được ăn vài miếng thôi. Ăn vài miếng hả? À? Vâng. Ăn ít đi. Thế không ăn được nhiều. Ăn ít là nó lớn gây đấy. Hả? Không biết. Không biết à? Ừ. Không đội mũ à? Ừ. Vướng lắm. Vướng á? À? Thế không đen à? Không sợ đen già à? Không. Ừ. Thì thường không đen lắm. Ừ. Đang tuổi tuổi lớn. Ngày xưa tuổi bọn này em chăn bò mặt trần chạy đuổi bò khắp. Chị Yên này có vẻ tọp tọp đi sao? Hả? Vẫn thế. Vẫn thế? Ừ. Tiến là cô Thúy Hằng giúp đi mua thực phẩm bồi bổ sức khỏe. Chị ra này có ăn được không? Vẫn ăn được. Vẫn ăn được á? Hai ba lưng cơm. Hai ba lưng. Thế là nấu ở ngoài nhà hay là nấu cả trong bà ăn trong này? Ờ, cháu tôi đến nó về bên nhà nấu. Ừ. Bên này tối con bán đi làm về
Tối nhà bà ăn cơm với lại anh chị. Tối cho chị về nhà chị. Gạo còn nhiều không? Gạo còn có một bao thóc thôi. Một bao thóc à? Một ít gạo sáp nữa. Thế là cả vụ chị được bao nhiêu bao tất cả? Vụ vừa rồi mất mùa có gặp nhiều đâu. Cả có 7, 8 bao, 7 bao. 7 bao á? Nhưng nhà chị vẫn được nhiều hơn nhà bà gái. Dạ. Nhưng nhà chị nhiều người hơn. Ăn nhiều hơn. Ừ, đúng rồi. Quân mạnh hơn. Bên kia có 2 quân, bên này 4 quân. 4 quân ăn thôi. Ăn mạnh, anh mạnh thật đấy. Nhà bà gái cái thằng bọn kia ăn mấy đâu. Đông quá là nó ăn khỏe hơn. Táng ở trên ống ống lọc. Chị Yên bắt mấy viên ở dưới này, trồng mấy viên ở dưới này xong đứng ở đấy. Đấy. Càng nét. Đang làm 2 viên nữa. Ông đỡ phải với. Đứa này cơ tay dài ra dài tay ra. View cửa sổ này. Sang cửa. View đây nhá. Nó xung quanh. Mày phải kê. Mi xếp vào có hiện được. Xếp đất mấy cái này. Mày làm gì? Ấy giờ. Không còn đứng ở đây kia à? Con này nó dài hơn. À. Dài hơn bên kia. Liệu có khỏe không bà Hiên không? Khỏe hơn chứ. Mấy là 2 mấy nhỉ? 29. 29 à? Vâng. 29. Tuổi chính thức nó có 14 tuổi. Tuổi mụ nó 15. Thiếu nữ 15 tuổi. Thằng này tốt rồi. Thằng này là nếu đúng là cho ý làm này là đang phạm pháp đấy. Là mạnh mẹ tối bố mà thịt gà nhá. Bắt hết đàn gà của bố thịt. Nói chung anh mấy đàn lợn. Gà ở đây vườn. Phòng bên này đây. Ui, giáo giấc ăn kìa. Bên cái này nó vẻ mát hơn ở dưới. Mi đâu tiếp sức. Đổ liên tục này. Kia bên kia 4 viên bên kia. Đấy.
Cụ Tình. Cụ Tình chuyên chạy vữa. Xem bài Hiền bài đun nước kìa. Chè đường. Không nào để dưới. Làm chén. Test test thử. Sao đây? Bà lái chạch đường dây à? Ui ui ui, đổ, đổ. Mi cho cái ván đấy này. Nhớ cái bánh xe à? Rồi. Chạch đường dây à? Tình chuyên nghiệp chạy phăng phăng. Bà Hiên lại không đội mũ, đội mũ rồi đỡ nắng chứ, nón mê ở nhà đầy này. Mi mai đội mũ vào không? Nó trắng da. Lại trượt rồi. Hai, năm, bảy. Như không mọi các bác bảo là một viên này 10 cân thì 7 viên là 70 cân. Chị Hiền chị vừa đẩy gần một bao rưỡi xi. Một bao xi 50 cân đúng không? 50 cân à. Bao nhiêu chú? Nhưng mà một bao xi là 50 cân đúng không? Ừ. Mi đưa cơ xem nào. Rồi cơ bắp xem nào. À mày cơ bắp lên nào. Lên cơ lên. Lên cơ nào. Lên cơ, lên cơ. Rồi. Căng lên. Căng lên. Tay này thẳng lên. Đấy. Đưa gạch, đưa gạch. Vâng. Bác thấy là nền nhà cao.
tất cả các ngôi nhà trên kênh của Hoàng Hiền này. Móng đều cao, nền cao cho nó thoáng ngôi nhà. Đặt nhẹ, thả nhẹ đỡ sức. Căn thước thẳng tắp. Chị Yên ngan bé có bán không? Không, để nuôi, để lấy ngan chăn. À, giờ này quyết định chăn à? Để lấy... Ừ. Như trước cái đàn là chị nhỉ? Mấy chục con nhìn thích thật đấy. Nóng nhỉ? Bán cho anh Trung mấy sẻng. Ở cái đít ở cốc ấy. Còn đây phích kìa. Vặn nước là dội nó sạch rồi đấy. Mà để dưới. Bây giờ tôi cầm mấy ca nha. Đây phích đấy. Đấy. Vào tay nhá. Ừ, đây đặt một đợt. Sạch đấy. Nam này là nóng, uống nhiều nước. Tiếp nước liên tục. Toát mồ hôi. Đấy, 20 cân. Sang cửa phòng. Đi bên này đi.
Mình này B2 viên nhã không nhỉ? Thử B3 viên này. À. B3 viên chú xem. Không về được đâu. Không về được. Không. Đây là ống thấp ống cao kìa. Còn ống thấp ống cao. Chạy liên tục. Lấy cái nào khô ấy, trên ấy, cho anh em làm trước. Ướt ướt để nó lộ ra nắng nó khô. Còn lấy viên khô ở trên đi. Thời tiết thật rất đẹp thì chả mấy là xong rồi. Yên cái chè đây. Cái này thì thuốc thì không một tí nào luôn. Ui, trà xanh.